Chào mừng các em đến với tiết học ngữ văn 6 ngày hôm nay. Cô trò chúng ta sẽ sang tiết 22-23. Mình cùng nhau tìm hiểu bài Tri thức tiếng Việt và thực hành tiếng Việt, đặc điểm và chức năng liên kết câu của trạng ngữ, viết ngắn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu học các em nhé. Phần mục tiêu cần đạt. Về kiến thức, chúng ta nhận biết được đặc điểm và chức năng liên kết câu của trạng ngữ, biết sử dụng trạng ngữ để liên kết câu và dựng đoạn, ôn tập lại các loại trạng ngữ đã học ở tiểu học. Về kỹ năng, chúng ta có khả năng thêm thành phần trạng ngữ cho câu vào những vị trí khác nhau khi nói, viết, đặc biệt là trong khi kể chuyện. Về thái độ, có ý thức khi sử dụng trạng ngữ cho đúng đắn, phù hợp. Về phát triển năng lực, năng lực vận dụng, sử dụng trạng ngữ trong khi nói và viết. Ngoài ra, chúng ta còn nhận biết được trạng ngữ, đặc điểm của trạng ngữ. Chúng ta cùng đi vào nội dung bài học. Về tri thức tiếng Việt, cô trò mình cùng ôn lại kiến thức cũ ở tiểu học. Em thấy trạng ngữ là thành phần phụ của câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích của sự việc được nêu ở trong câu. Chúng ta thấy trạng ngữ biểu thị rất nhiều ý nghĩa. Trạng ngữ chỉ thời gian, thường sẽ trả lời cho những câu hỏi khi nào, lúc nào. Trạng ngữ chỉ nơi chốn, thường làm rõ ý ở đâu, chỗ nào. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân, vì sao, do đâu. Trạng ngữ chỉ mục đích, để làm gì. Trạng ngữ chỉ phương tiện, ví dụ bằng cái gì. Trạng ngữ chỉ cách thức, như thế nào. Cùng sang phần luyện tập ở sách giáo khoa trang 50-51. Thực hành tiếng Việt, bài tập 1, sách giáo khoa trang 50, tìm và nêu tác dụng của trạng ngữ trong các câu. Chúng ta thấy ở câu A có hai trạng ngữ. Thứ nhất, ngày cưới. Thứ hai, trong nhà sọ dừa. Đây là hai trạng ngữ bổ sung thông tin về thời gian, ngày cưới, về nơi chốn, trong nhà sọ dừa, xảy ra sự việc. Ở câu B, trạng ngữ đúng lúc rước dâu. Trạng ngữ này bổ sung thông tin về thời gian diễn ra sự việc. Ở câu C, trạng ngữ lập tức. Đây cũng là trạng ngữ bổ sung thông tin về thời gian diễn ra sự việc. Cuối cùng, ở câu D, sau khi nghe sứ thần trình bày mục đích cuộc đi sứ. Đây cũng là trạng ngữ bổ sung thông tin về mặt thời gian diễn ra sự việc. Bài tập 2, sách giáo khoa trang 50-51, nêu tác dụng liên kết câu của trạng ngữ trong hai đoạn văn sau. Ở đây chúng ta có hai đoạn văn. Đoạn thứ nhất, A. Năm ấy, sọ dừa đổ trạng nguyên. Chẳng bao lâu, có chiếu nhà vua sai quan trạng đi sứ. Khi chia tay, quan trạng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà, dặn phải dắt luôn trong người phòng khi dùng đến. Chúng ta thấy ở đây có ba trạng ngữ. Năm ấy, chẳng bao lâu, khi chia tay. Những trạng ngữ này đều là trạng ngữ chỉ thời gian. Chúng có tác dụng liên kết câu trong đoạn văn
Các sự việc này diễn ra theo trình tự thời gian, sự việc này nối tiếp sự việc kia. Câu B. Từ ngày cô em út lấy được chồng Trạng Nguyên, hai cô chị càng sinh lòng ghen ghét, định tâm hại em để thay em làm bà Trạng. Nhân quan Trạng đi sứ vắng, hai cô chị sang chơi, rủ em chèo thuyền ra biển, rồi đẩy em xuống nước. Ở đây chúng ta thấy Trạng ngữ: từ ngày cô em út lấy được chồng Trạng Nguyên là Trạng ngữ chỉ thời gian. Nhân quan Trạng đi sứ vắng, Trạng ngữ chỉ cách thức. Hai trạng ngữ này có tác dụng liên kết về mặt thời gian và cách thức diễn ra sự việc. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong bài tập 2 ở sách giáo khoa trang 50-51. Hiểu được tác dụng liên kết câu của trạng ngữ trong các đoạn văn. Chúng ta cùng đi tiếp đến bài tập 3, bài tập 4 ở sách giáo khoa trang 51. Em thấy ở bài tập 3, các từ lấy trong đoạn văn là véo von, rón rén, lăng lóc. Các từ lấy này đều có tác dụng là miêu tả âm thanh, những âm thanh rất sinh động, hấp dẫn. Nó làm tăng tính gợi hình cho các hình ảnh được miêu tả, khiến hình ảnh trở nên rõ ràng, hấp dẫn, dễ liên tưởng, tưởng tượng. Bài 4. Thành ngữ được sử dụng trong đoạn văn đó là thành ngữ mở cờ trong bụng. Ý nghĩa của thành ngữ này đó là sự thể hiện niềm vui sướng tột cùng khi mong ước hoặc sở cầu lâu nay của mình trở thành hiện thực. Khép lại phần bài tập, bây giờ chúng ta sang phần 3, viết ngắn. Mục đích: tích hợp các hoạt động viết với đọc và kiến thức tiếng Việt. Viết đoạn văn trình bày cảm nghĩ về chuyện cổ tích yêu thích có sử dụng 3 trạng ngữ. Phần hướng dẫn về nhà, chúng ta có phần bài tập ở sách giáo khoa trang 51. Viết được một đoạn văn từ 150 đến 200 chữ, trình bày cảm nghĩ về một chuyện cổ tích mà em yêu thích, trong đó sử dụng 3 trạng ngữ. Các em đã học xong những chuyện cổ tích như là Sọ Dừa nè, Em Bé Thông Minh, có phải không? Vậy đoạn văn này các em thấy yêu cầu đó là từ 150 chữ đến 200 chữ là tối đa. Và ở đoạn văn các em lưu ý đoạn văn phải có câu mở đoạn, phải có những câu ở phần thân đoạn và câu kết đoạn. Ngoài ra em sẽ sử dụng 3 trạng ngữ mà chúng ta vừa ôn tập ở trên. Và khi em tìm được thì em cần gạch dưới các trạng ngữ và nêu ý nghĩa của các trạng ngữ ấy. Ví dụ chúng là trạng ngữ chỉ thời gian, hay là nơi chốn, hay là mục đích, hay là nguyên nhân, hay là cách thức, vân vân. Chỉ cần 3 trạng ngữ là đủ em nhé. Như vậy, về nhà thì chúng ta sẽ luyện viết đoạn văn ngắn này. Và ở đây thì cô sẽ hướng dẫn các em. Ví dụ như là em thích truyện cổ tích Sọ Dừa thì em sẽ làm bài Sọ Dừa. Em thích truyện Em Bé Thông Minh thì em sẽ nêu cảm nhận của mình về truyện Em Bé Thông Minh. Và em lưu ý chúng ta có thể đi từ phần đặc điểm của truyện cổ tích. Em thấy là truyện cổ tích luôn luôn mở ra cho chúng ta một không gian rất là lung linh, rất là tươi đẹp. Mà ở đó có những cô tiên, ông bụt, bà tiên ban cho chúng ta rất nhiều điều ước. Và chúng ta có thể đi từ thế giới truyện cổ tích để dẫn dắt đi vào đến tác phẩm hoặc là Sọ Dừa hoặc là tác phẩm Em Bé Thông Minh mà chúng ta yêu thích.
Đề bài yêu cầu chúng ta là trình bày cảm nghĩ. Cảm nghĩ ở đây có thể là suy nghĩ của em, những ấn tượng, những nét đặc sắc nhất mà truyện để lại trong em. Có thể đến từ nội dung của câu chuyện, từ những cái bài học rút ra được của câu chuyện, từ ước mơ về một lẽ công bằng xã hội, ước mơ của nhân dân về cái thiện sẽ chiến thắng cái ác, hoặc đó là cái kết viên mãn hạnh phúc của những người sống lương thiện, hiền lành, chăm chỉ, gặp được những điều tốt đẹp. Hoặc cũng có thể em suy nghĩ về tài năng của em bé thông minh, đó là trí tuệ của người lao động. Trí thông minh của người lao động chúng ta ngày xưa ở dân gian rất đáng giá và khiến cho chúng ta phải học tập. Học ở trường chưa đủ, chúng ta còn phải biết học tập ở cuộc sống trong dân gian để nâng cao và hoàn thiện thêm phần kiến thức của mình. Như vậy, ở phần mở đoạn thì các em sẽ giới thiệu tên của câu chuyện cổ tích mà em yêu thích, đó là câu chuyện nào. Phần thân đoạn em sẽ triển khai các ý, ví dụ như là ở mỗi câu chuyện đó tại sao em yêu thích, về cốt truyện, về nhân vật, những ấn tượng về ý nghĩa, hoặc đó là những bài học hay mà câu chuyện để lại cho chúng ta. Và chúng ta lưu ý, đoạn văn thì phải có câu kết đoạn. Câu kết đoạn thường là chúng ta sẽ nêu ra bài học, hoặc là chúng ta nhấn mạnh lại cái tình cảm yêu thích, nhấn mạnh lại những ấn tượng của mình về câu chuyện ấy. Và em có thể lồng vào đó những ước mơ của em, hoặc là những bài học mà em học được, mà em cho rằng bài học đó trở nên cần thiết với em trong cuộc sống hiện nay. Ví dụ như thế. Hoặc cũng có thể thế giới truyện cổ tích tươi đẹp giúp cho em chắc thêm được đôi cánh để em bay lên xa hơn, cao hơn trong bầu trời của tri thức, của sự tưởng tượng. Và truyện cổ tích sẽ giúp cho em khám phá và nhìn nhận thế giới ở một đôi mắt khác, cái nhìn khác, mới mẻ hơn, lý tưởng hơn chẳng hạn. Đấy, em có thể nêu tất cả những cái suy nghĩ, cái cảm nhận của mình mà những cái hay ho, những cái tốt đẹp mà câu chuyện cổ tích mang lại cho em. Và em lưu ý em sẽ sử dụng 3 trạng ngữ trong bài viết của mình. Về phần trạng ngữ thì em cứ chọn những trạng ngữ nào em cảm thấy dễ làm nhất. Ví dụ trạng ngữ chỉ thời gian, thường thường mình đi vào thế giới cổ tích, em sẽ thấy mình dễ dàng bắt gặp những cụm từ như là ngày xưa, xưa kia, xưa thiệt là xưa, ở một làng quê nọ, ở một vùng đất nọ, ở một đất nước nọ. Đó, những cụm từ phím chỉ về mặt thời gian trong truyện cổ tích. Hoặc em có thể dùng những trạng ngữ chỉ mục đích. Ví dụ như là vì sao em thích câu chuyện đó. Hoặc bằng cách nào để em có thể kết nối được những ước mơ, những tâm sự, hoặc những suy nghĩ, những sự yêu thích của mình với nhân vật. Ví dụ như thế. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi và luôn khỏe mạnh. Các em về nhà dựa theo phần hướng dẫn của cô và viết đoạn văn. Hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau. Thân ái chào các em.